Mai Đình Tới chân thành cảm ơn tới anh Việt Thảo đã có cái lời cho phép Mai Đình Tới được nói với khán giả, và cho phép Mai Đình Tới được kính chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Thực ra thì tôi không phải tốt lành gì đâu. Tôi để anh nói đang lợi dụng cơ hội đó, tôi cầm hai cái ống sáo này tôi coi coi anh có bị gạt, tôi bị gạt nữa không nè. Nhiều khi gắn đồ điện đó, làm bộ thổi đút lỗ mũi chứ bấm bấm nó kêu. Thổi về nào anh? Thổi chỗ nào? Ở đây anh đút lỗ mũi sao tôi dám thổi? Không, ông sao thật. Bây giờ như vậy thì những cái gì mà có lỗ anh thổi được kêu phải không? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, anh Nhật Thảo anh nói như vậy thì có lẽ là những tràng pháo tay của quý vị đã thay lời cho Mai Đình Tới. Nhưng mà để ra được âm nhạc thì nó lại còn cả một quá trình để luyện tập nữa. Nhưng mà như anh nói là có thể cái gì mà ra được âm nhạc thì Mai Đình Tới sẽ cố gắng, nếu như anh Thảo có ý như vậy. Bây giờ tôi đưa anh một cái có lỗ. Cho anh xin chai nước. Có cái lỗ không? Anh thổi đi. Anh Thảo ơi, trước khi mà thổi như thế này thì anh cố gắng anh uống cho tới được khoảng 3-4 ngụm nữa được không anh? Được. 3-4 ngụm phải không? Một ngụm. Thế thì một ngụm được rồi. Chúng ta cho anh Thảo một tràng pháo tay quý vị và các bạn. Không sao, tôi ngậm vô rồi anh thổi được không? Anh ngậm vào tới thổi cái hơi của anh có khi lại hay hơn, đúng không quý vị? Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, anh Thảo vừa đưa cho Mai Đình Tới một chai nước. Bây giờ Mai Đình Tới thổi thử xem là quý vị thấy là cái chai nước này có lỗ và cái lỗ này có kêu hay không. Thì chúng ta cho một tràng vào tay trước để tặng anh Việt Thảo. Kêu không ạ? Quý vị thấy kêu không ạ? Dạ vâng. Cái nước văng ra là nước trong này hay nước miếng của anh? Chắc chắn là nước ở trong chai văng ra. Nó chơi cho vui. Bây giờ như thế này, đó là anh thổi bằng hai cái ống thiêu, ống sáo. Thường thường ta thổi bằng miệng, thì anh thổi bằng cái lỗ mũi. Như vậy nó cũng là một cái đặc biệt. Trời ơi, cái lỗ mũi mà tôi xuống nước tôi lặn mà nước vô tôi sặc liền đó. Bây giờ anh còn biểu diễn được những tiết mục nào khác nữa? Cái gì đặc biệt của anh? Anh có thể tạo ra những cái tiếng động, tiếng kêu. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái cung điệu của quê mình, bằng những cái vật dụng đơn sơ, thô sơ mà tạo được ra âm nhạc. Anh còn biểu diễn được cái gì nữa? Anh có thể kể. Dạ vâng, thưa anh Thảo và kính thưa quý vị và các bạn. Như anh Thảo đã giới thiệu cho Mai Đình Tới và hôm nay được đến thành phố Atlanta chúng ta biểu diễn. Để có được một cái thành tích là thành viên của kỷ lục Guinness Thế Giới thì Mai Đình Tới đã phải sáng tạo mất gần hơn 20 năm trời mới có những nhạc cụ như hôm nay. Và như anh Thảo vừa giới thiệu thì Mai Đình Tới, quý vị nhìn thấy một chai nước thì không thể ra được âm nhạc. Nhưng Mai Đình Tới đã kết được một dàn chai, tức là kết hợp lại mười mấy chiếc chai thành một dàn chai. Dạ. Vâng. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đây là một dàn chai mà Mai Đình Tới phải đem từ Việt Nam sang để biểu diễn ở trung tâm Vân Sơn hôm nay. Và anh Thảo thấy rằng là không phải một chai và phải 12 chai mới có được một và dàn chai. Và tôi thấy là mỗi một chai nước đó, cái mực nước cao thấp khác nhau, như vậy nó sẽ tạo thành cái tiếng ra khác đấy nhau. Đấy là cao độ khác nhau. Bây giờ anh thử thổi thử những cái nốt nhạc cho nghe. Bây giờ đó anh thử thổi nè, anh thổi nốt rê cho tôi nghe coi. How about nốt C? Nốt lá. Cái này không có nốt lá mà là thì có. Là thì có, anh chơi là đi. Được. Rồi, bây giờ như vậy thì anh có thể phối hợp với ban nhạc để tạo thành một ca khúc được không? Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Và đáp lại lòng yêu mến của quý vị, Mai Đình Tới và ban nhạc sẽ tặng quý vị một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao có tựa đề Làng Tôi qua tiết mục Thổi Dàn Chai Nước Ngọt. Thank you.
bây giờ anh còn cái gì anh thổi được nữa không? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, và cảm ơn anh Việt Thảo. Bởi vì chương trình có hạn và mai đình tới rất là nhiều nhạc cụ. Kính thưa quý vị và các bạn, như là chai, lò, bát, đĩa, xoong, nồi, xe máy, cánh cửa, bóng đèn, dây, ống nước, bàn, ghế, xe tăng, đại bác, mai đình tới đã sáng tạo ra rất nhiều nhạc cụ. Nhưng mà cho phép mai đình tới, bởi vì phía sau còn rất nhiều ca sĩ. Xin hẹn quý vị lần sau có được anh? Dạ được, dạ được. Rồi, xin cảm ơn. Ê gì không trả tiền con ăn chầm nằm về ngày gì luôn. Trời ơi tao lại mày. Con ăn đây con ngủ đây. Tao lại mày đó. Tao lại mày, mày đừng nằm ở đây. Sao vậy? Bà con trầm xóm tưởng tao có chồng tội nghiệp tao. Trời ơi tội nghiệp tao. Trời ơi tại vì nằm nghỉ sao vậy? Tao lại mày. Con không về nhà là tại vì chủ nợ gì hiểu không? Ừ. Con không nợ.